thỏa thuận hợp tác toàn diện về chương trình intership và việc làm cho sinh viên ngành điều dưỡng tại nhật bản vừa được ký kết giữa tỉnh nagasaki nhật bản và đại học đông á qua hình thức trực tuyến theo đó, tỉnh Nagasaki chính thức tiếp nhận và triển khai chương trình Intership 1 năm và việc làm cho sinh viên ngành điều dưỡng Đại học Đông Á tại hệ thống cơ sở y tế tỉnh Nagasaki, Nhật Bản. Cùng với lộ trình tiếp nhận từ 2021 tăng dần qua mỗi năm từ 10 đến 20 sinh viên là sự hỗ trợ về chỗ ở, sinh hoạt phí, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp và học bổng tiếng Nhật dành cho toàn bộ sinh viên tham gia chương trình. Với hợp tác này, tỉnh Nagasaki cũng trở thành tỉnh thứ bảy của Nhật xúc tiến lộ trình tiếp nhận sinh viên thực tập nghề nghiệp và làm việc với Đại học Đông Á. Cùng với hợp tác lần này, Đại học Đông Á cũng mở rộng thị trường, việc làm và thực hành nghề nghiệp cho sinh viên các khối ngành đào tạo tại các doanh nghiệp trong nước cũng như các tập đoàn ở nước ngoài. Dự kiến năm 2021, mỗi năm có thêm từ 800 đến 1.000 sinh viên Đại học Đông Á tham gia trao đổi quốc tế hoặc sang Nhật, Đức, Singapore, Hàn, Đài Loan thực tập và làm việc.